mời các bạn nghe truyện ma kinh dị Chơi Ngải của Nghiêm Diệu Linh. Chương 6. Ông muốn gì? Tôi hoảng sợ lùi lại. Tiếng xiềng xích kêu lên loảng xoảng. Yên tâm, ta cần gái con Trinh. Thầy Hoang cười bí hiểm. Ông ta rút bên hông ra một con dao nhọn hoắt, chui dao chạm khắc, hoa văn rất cầu kỳ. Tôi vừa trốn vào góc tường, vừa khóc, vừa van xin, lại hỏi. Ông muốn làm gì? Ông muốn làm gì? Ta cần đôi mắt của Trinh nữ, máu của Trinh nữ, mạng của mày ta sẽ không lấy. Ta sẽ cho mẹ mày, em mày có tiền sống đầy đủ. Yên tâm sống ở đây đi. Không, không, xin ông tha cho tôi, tha cho tôi. Tôi giãy giụa, nhưng càng giãy càng mệt. Thầy Hoang nhìn già nhưng rất khỏe, vả lại tay chân tôi đang bị xích. Thầy Hoang lại rút trong chiếc túi bên người ra một cái bát sứ trắng nõn. Ông ta quỳ hẳn xuống, nắm lấy tóc tôi giật ngửa ra sau. Tôi muốn hét lên nhưng trong họng chỉ phát ra những tiếng khàn khàn đau đớn, trong khi thầy Hoang hạ mũi dao nhọn hoắt vào hốc mắt của tôi, khoét lại khoét. Máu chảy từ hốc mắt vào bát sứ men trắng, hòa vào tiếng khóc, tiếng gào, tiếng rên rỉ của người con gái trẻ. Tôi bật dậy ôm ngực, sờ lên hai hốc mắt vẫn còn nguyên, ánh mắt nhạt nhòa. Như một thói quen, tôi nhìn vào màn hình điện thoại. 3 giờ sáng. Ngoài cửa phòng ngủ hình như có tiếng khóc nỉ non, lại có tiếng gõ cửa khe khẽ. Tiếng gõ cửa vẫn khe khẽ vang vọng, đâu đó có tiếng phụ nữ khóc thê lương. Cút đi, đừng theo tôi nữa. Tôi chẳng làm gì sai, vì sao bà lại ám tôi? Tôi hét lên, trùm chăn, khóc rắm rứt. Tiếng gõ cửa ngừng lại, tiếng khóc cũng ngừng lại. Chợt có tiếng thở dài đến nao lòng. Hai hôm sau, tôi và mẹ tôi đi rất nhiều thầy đồng ở Hà Nội xem bói, hỏi dò. Nhưng thầy thì lắc đầu đuổi về, thầy thì nói luyên thuyên rồi bắt chúng tôi chi ra một đống tiền làm lễ. Tôi mệt mỏi vì hàng đêm nếu không bị bóng đè thấy một người phụ nữ tóc dài nằm cạnh, thì sẽ có những giấc mơ kỳ dị đầy máu, hoặc sẽ nghe thấy những tiếng khóc thê lương. Thực sự bọn họ chẳng thể giúp gì được tôi hay giải quyết được con ma đang ám tôi. Chúng tôi gần như tuyệt vọng. Ma, ai mà chẳng sợ, càng sợ hơn khi hằng đêm con ma đó ghé thăm bạn, ám ảnh bạn, đe dọa bạn. Sức khỏe và tinh thần của tôi ngày một đi xuống. Tôi hoài nghi mình sẽ chết, chết vì kiệt sức và sợ hãi. Cứ như thế này không được đâu Tâm à, con sẽ chết mất. Mẹ tôi thổn thức. Tôi nhìn mình trong gương, mấy hôm nay tôi gầy sọp hẳn đi, hai má trũng sâu, hốc mắt thâm quầng, nhìn như người ốm mới dậy. Thật đáng sợ. Nếu bạn là tôi, bạn cũng sẽ vậy thôi. Ăn không ngon, ngủ không yên, ám ảnh và ám ảnh. Đó là hiện trạng của tôi hiện tại bây giờ.
Mẹ, mẹ, tôi run rẩy bắt lấy tay mẹ tôi. Mẹ nhớ bà Cả Vân không? Ừ, mẹ nhớ. Ngày tang lễ của dì, bà ta đã nói những lời rất kỳ lạ. Mẹ có nhớ không? Có lẽ bà ta biết chuyện gì đó, căn nguyên của sự việc này. Chúng ta hãy đến gặp bà ấy, hỏi cho ra lẽ. Mẹ tôi gật đầu đờ đẫn, khuôn mặt như già nua, đi thêm mấy tuổi. Tôi với mẹ thuê một chiếc xe con từ Hà Nội về thẳng Hạ Long, thành phố biển xinh đẹp, nơi gia đình ông Quảng sinh sống. Ông Quảng có với bà Vân 3 đứa con, nghe nói đều tài giỏi, tháo vát. Nhưng dù vợ đẹp con khôn cũng chẳng níu được trái tim người đàn ông ấy. Khi sống, người mà ông ấy quan tâm nhất chính là dì tôi. Tôi đến căn biệt thự màu trắng, địa chỉ nhà ông Quảng được tìm thấy ở trong một số giấy tờ của dì. Căn nhà có vẻ ảm đạm, lạnh lẽo. Tôi ấn chuông, hồi hộp chờ đợi, nhưng mãi mà không có ai ra mở cửa. Cô hỏi ai? Một bà già đẩy xe hàng rong đi ngang qua. Chương 7. Bà ơi, cho con hỏi, vợ ông Quảng Thang sống ở đây có phải không? Tôi lễ phép hỏi. Bà già nhìn tôi đầy nghi hoặc, rồi thốt ra. Đến đòi nợ phải không? Bọn họ phá sản rồi, thằng Cả cũng tự sát rồi, không có tiền trả đâu. Đi đi, nhà cũng bán rồi. Bà ta quay ngoắt định bỏ đi, còn tôi với mẹ tôi đứng sững sờ. Quảng Thang vốn là một đại gia, giàu nhất nhì Quảng Ninh. Tuy ông ta đã chết hơn 1 năm, nhưng với số tài sản không thể kể hết đó, sao có thể nói là phá sản được? Còn nữa, con trai ông ta đã chết, nhà cũng bán luôn rồi sao? Bà ơi! Tôi chạy đuổi theo, kéo tay áo bà. Chúng con đến đây không phải để đòi nợ, con đến là để gặp bà Vân. Con là họ hàng ở nước ngoài của bà ấy, bị mất liên lạc. Sau khi nghi hoặc nhìn chúng tôi một lúc, bà già cũng tin tưởng, có lẽ nhìn chúng tôi không giống đến đòi nợ lắm. Họ chuyển nhà đi rồi, ở tại một căn hộ cấp 4 ở trong khu... Bà già chỉ chỗ cho chúng tôi, rồi định đẩy xe hàng đi. Tôi níu bà lại hỏi. Bà ơi, vì sao con trai ông Quảng tự sát vậy bà? Người thì nói là do nợ nần nên tự sát. Nhưng tôi biết là ma ám, không phải tự sát. Bà già đáp, nhìn tôi đầy bí hiểm. Giữa ban ngày ban mặt, sống lưng tôi lạnh toát. Bà Cả Vân hé cửa nhìn ra ngoài, sau khi nhận ra chúng tôi thì mới mở cửa lớn, lạnh lùng. Cuối cùng cũng tìm đến đây rồi à? Như thể biết trước có ngày chúng tôi sẽ tìm đến gặp bà ta vậy. 1 năm trước, bà ta vẫn đẹp, đẹp ngời ngời dù đã có tuổi, vẻ đẹp sắc sảo, khôn khéo. 1 năm sau khi gặp bà ta giống như cây cỏ bị hút hết sinh khí, khô héo một cách kỳ lạ. Những nếp nhăn trên khuôn mặt đã từng rất xinh đẹp, vẻ hằn học lộ rõ trên khuôn mặt bà ta,
khiến tôi liên tưởng tới người phụ nữ trong mơ kia. Bà vẫn mặc bộ quần áo bà ba, thay áo tím bằng áo xanh nhạt. Mái tóc từng đen nhánh giờ đã lớm đớm bạc. Ngồi xuống đi. Bà Vân chỉ cho mẹ con tôi ngồi xuống một bộ bàn ghế tồi tàn. Căn nhà cấp 4 suy sụp. Một phòng khách, một phòng ngủ, một vệ sinh. Có ai từng nghĩ gia đình giàu có nhất nhì Quảng Ninh bây giờ lại phải sống khổ sở như vậy không? Chị à, tôi biết gia đình tôi có lỗi với gia đình chị nhiều lắm. Nhưng... Mẹ tôi ấp úng nhìn bà ta, ánh mắt sưng đỏ mệt mỏi. Bà ta đến tìm cô rồi phải không? Bà Vân cười bí hiểm, quay sang hỏi tôi. Tôi rùng mình. Cô biết bà ta à? Tôi run rẩy hỏi lại. Biết, không những biết mà còn biết rất rõ. Con trai tôi là bà ta hại chết đó. Bà Vân kích động, nắm chặt tay, nghiến răng lại, ánh mắt hằn lên dữ tợn. Tất cả là vì cô ta và ông chồng yêu quý của tôi. Chơi ngãi thì ngãi quật. Đến đời con, đời cháu cũng phải trả giá. Chơi ngãi? Tôi với mẹ tôi ngơ ngác nhìn nhau, hỏi lại. Các người không biết sao? Cô ta chơi ngãi mới nắm được trái tim chồng tôi bao nhiêu năm trời như vậy. Ông chồng tôi chơi ngãi mới trở nên giàu có như vậy đó. Bà Vân nhếch mép cười, lại nhìn tôi. Chiếc vòng ngọc lục bảo của cô đâu rồi? Chiếc vòng ngọc? Tôi ngơ ngác hỏi. Cháu đánh vỡ rồi. Cô ta đã để lại cho cô một lá bùa bảo vệ mà cô lại đánh vỡ. Lá bùa đó đáng lẽ phải ra là để dành cho con trai tôi. Nhưng ông ta lại nghiễm nhiên đưa nó cho cô ta. Mà cô ta có lẽ đã đoán trước bà ta sẽ ám cô, liền để lại cho cô. Chị nói rõ hơn được không? Sao lại chơi ngãi? Tôi không tin Diệu sống thất đức như thế. Mẹ tôi lắc đầu không tin. Có lẽ chị đã hiểu lầm rồi đó. Thất đức à? Bà Vân cười nhếch mép. Cướp chồng người cô ta còn dám. Hay chị nghĩ cướp chồng người khác không phải việc thất đức? Mẹ tôi ấp úng. Tôi nắm tay mẹ, lắc đầu. Cô có thể nói rõ mọi chuyện được không? Dù sao thì gia đình cô và gia đình cháu cũng đang bị cuốn vào việc này. Cháu đã đến gặp rất nhiều thầy cúng, nhưng bọn họ đều lắc đầu, không thể giúp gì được. Cháu xin nói thật, cháu đã rơi vào đường cùng rồi. Hàng đêm, cháu thường mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ, thỉnh thoảng là tiếng khóc nỉ non, có khi là tiếng cười man dại, tiếng gõ cửa. Bà ta đang ám ảnh cuộc đời cháu. Chương 8. Bà Vân thở dài, ánh mắt xa xăm. Bà ta chỉ lên bàn thờ nơi có di ảnh một người đàn ông trẻ, chỉ hơn tôi vài tuổi, thấp giọng. Con trai tôi cũng thường kể, nó mơ thấy bố nó hàng đêm. Bố nó bị nhét trong một chiếc quan tài, muốn dậy cũng không dậy được, muốn thoát cũng không thoát được. Tôi và mẹ im lặng.
Con trai tôi thường kể, nó mơ thấy một người đàn bà mặc quần áo dân tộc, khuôn mặt già nua nhưng mái tóc đen nhánh. Bà ta không có trầm mắt. Tôi không kiềm chế được run rẩy, không phải chính bản thân tôi cũng thường mơ thấy những điều này sao? Cuối cùng, công ty của bố nó để lại làm ăn thua lỗ. Ở mỏ than bị sập, có 3 người chết, chúng tôi phá sản, nợ ngập đầu. Bà Vân nói như tưởng niệm. Thế rồi, con trai tôi không chịu được, nó tự sát. Nó tự dùng dao móc mắt mình, mất máu mà chết. Một cái chết thật đau đớn, thật đáng sợ. Tôi không kìm được, bật khóc. Mẹ tôi chợt quỳ xuống đất, nắm tay bà Vân. Chị à, tôi biết Diệu em tôi nó có lỗi với chị, chúng tôi cũng có lỗi với chị. Nhưng lỗi của đời trước xin hãy để đời trước gánh lấy. Nó chỉ có một mình Tâm thôi. Tâm không có tội. Xin chị hãy chỉ cho chúng tôi làm thế nào để giải được nghiệp chướng này đi chị. Có dùng mạng của mình để đổi lấy mạng của Tâm, tôi cũng chịu. Tôi xin chị. Bà vừa khóc vừa nói. Mẹ đứng lên đi, đừng quỳ nữa. Tôi kéo tay mẹ, nhưng mẹ tôi kiên quyết quỳ dưới đất, không chịu đứng lên. Tôi không thể giúp gì cho các người. Tôi phải nhìn con trai tôi nằm xuống. Các người nghĩ tôi có cách sao? Tôi chỉ có thể kể cho các người biết nguyên nhân vì sao đời con của ông Quảng và cô ta phải chịu nghiệp như vậy. Còn việc giải được hay không là do các người thôi. Trên đường về Hà Nội, mẹ con chúng tôi im lặng. Tôi biết được hai việc lớn. Việc thứ nhất, tôi không phải con của mẹ Như. Tôi là đứa con trước đây dì Diệu, tuổi trẻ lầm lỡ sinh ra, nhưng cũng không phải con của ông Quảng. Vì vậy, nghiệp này tôi phải thay mẹ tôi gánh chịu. Điều thứ hai, hơn 20 năm trước, sau khi lầm lỡ sinh hạ một đứa bé gái, rồi gửi nó cho chị gái ruột nuôi nấng, dì tôi dạt về Quảng Ninh kiếm việc, và cũng là để lánh xa chốn thành phố thị phi, bị người người chỉ trỏ, chữa hoang. Dì đến Hạ Long làm nhân viên quán bia thì gặp ông Quảng. Ông Quảng là người cao lớn phong độ, lại giàu có. Dì vừa nhìn đã yêu, quyết tâm phải có được lòng của ông ta. Nhưng dì biết mình không phải là người có nhan sắc. So với vợ của ông Quảng thì bà chỉ là một người phụ nữ hết sức nhạt nhòa. Sau có người mách cho dì về Hà Giang gặp một thầy phù thủy để luyện ngải, vừa sai ngải làm việc cho mình, vừa thấu tương lai, vừa nắm trái tim của đàn ông, khiến ông ta say dì như điếu đổ. Không biết ngải ấy như thế nào, nhưng bà Vân bảo chắc chắn ngải này vô cùng tàn độc, có lẽ phải lấy máu của trinh nữ để luyện thành. Theo như giấc mơ của con trai bà và tôi, dường như còn khoét đi đôi mắt của người sống để soi rõ tương lai. Chính vì vậy, ông Quảng mới làm ăn khấm khá như thế, mà vì tôi mới nắm bắt được trái tim của ông Quảng suốt nhiều năm như vậy. Có lẽ sau ngần ấy năm, điều khiển bùa ngải theo ý mình, thầy phù thủy ở Hà Giang kia đã chết, hoặc pháp lực yếu đi, bọn họ mới bị ngải quật. Trước hết là ông Quảng phát bệnh chết, vài tháng sau dì tôi cũng phát bệnh chết. Nhưng thù hận mà người con gái bị mang ra luyện ngải kia không dừng ở đời bố mẹ. Thù hận ấy còn chuyển lên con cháu, những người máu mủ ruột thịt với bọn họ, là con trai của ông Quảng và tôi, con gái ruột của dì Diệu. Tôi nắm chặt tay, nước mắt lăn dài.
Cả đời tôi chưa từng làm điều gì ác, nhưng phúc đức tại mẫu, người mẹ mà tôi những tưởng là mẹ ruột, hóa ra không phải mẹ tôi. Còn bây giờ, bản thân tôi lại đang phải đối mặt với việc bị ngải quật lại, bị ma ám. Tính mạng có lẽ sắp giống như con trai ông Quảng, chỉ được tính bằng tháng bằng ngày. Tôi phải làm thế nào bây giờ? Muốn cởi nút phải tìm người thắt nút, muốn giải được ngải phải tìm người chơi ngải. Gần đây tôi vẫn mơ, trong mơ tôi tự cầm dao khoét mắt mình, bên cạnh là người đàn bà không có tròng mắt đang cười the thé độc ác. Nhiều đêm giật mình tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bếp. Trên tay là con dao gọt hoa quả. Một tuần mẹ tôi sang ngủ với tôi 5 buổi, còn 2 buổi bà trở về nhà với bố tôi. Tôi vẫn gọi họ là bố mẹ như từ trước đến giờ. Mà quả thực trong thâm tâm tôi, việc có một người mẹ vứt bỏ mình đi ngay từ khi tấm bé cho người chị ruột, lại làm những trò thất đức như chơi ngải, cướp chồng, thật khó mà chấp nhận được. Tôi thà không phải con bà ấy, tôi thà không nhận được đồng thừa kế từ bà ấy, còn hơn bây giờ phải chịu nghiệp báo từ những gì bà ấy gây ra. Bà Vân nói, linh hồn của ông Quảng, người biết nhân tình chơi ngải, nhưng đồng lõa để trợ giúp trong sự nghiệp, và dì Diệu tôi hay mẹ ruột tôi đang bị nhốt ở đâu đó mà không được siêu thoát, không được xuống âm phủ đầu thai. Chẳng phải bà B gọi hồn ở Bắc Giang cũng nói rằng linh hồn dì Diệu đâu có ở dưới đó nên không gọi được hay sao? Không biết bây giờ linh hồn của họ đang bị nhốt ở đâu, phải chăng đã bị nhét vào trong chiếc quan tài ngày ngày bị bà ta tra tấn như giấc mơ của tôi. Vài lần tôi mộng du, khi tỉnh dậy bên cạnh là một con dao nhọn. Mẹ tôi đều phát hiện và hoảng sợ tới mức bà dặn mình không được ngủ, phải trông chừng tôi. Nhưng kỳ lạ thay, dù chúng tôi có cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ bao nhiêu đi chăng nữa, thì cứ qua 12 giờ là lúc chúng tôi thiếp đi, không thể khống chế được bản thân. Bán nhà ư? Tôi chắc chắn không phải căn nhà này bị ma ám, mà người bị ám chính là tôi. Vì có một lần tôi và mẹ thử thuê khách sạn để ngủ, nhưng đến đêm là tôi lại bị bóng đè, rồi dường như có ai đạp ngã tôi ra khỏi giường, chẹn lên ngực tôi, khiến tôi khóc nức nở. Bởi vậy, dù có bán nhà hay ngủ ở bất kỳ ở đâu, tôi cũng không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh đó. Tôi đâm ra sợ ngủ, chỉ ước mình vĩnh viễn không bao giờ nhắm mắt lại. Cứ thế này thì không được, mẹ con mình phải lên Hà Giang tìm ông ta. Hết chương 8, mời các bạn đón nghe chương tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.